Xin chào các vị đồng tu Xin chào mọi người Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Trang thứ tư Kinh Văn Hàng thứ ba Long Dương Nhữ Quán Phật Thân Tùng Bách Thiên ức Phước Đức Sở Sanh Chư Tướng Trang Nghiêm hôm qua thì càng xa càng nhạt sẽ cảm nhận không được thực ra trên lý luận mà nói từ trường của họ bầu không khí của họ sống quan của họ cũng là tận hư không khắp pháp giới so với phật pháp thân bồ tát thì khác nhau tuy bầu không khí của họ là tốt nhưng phiền não chưa đoạn hết phiền não của họ nhẹ hơn chúng ta chúng ta cảm nhận bầu không khí của họ là tốt nếu như phiền não của họ nặng hơn chúng ta thì bầu không khí chúng ta cảm nhận sẽ vô cùng không tốt bầu không khí của chúng ta là dẫn đục mức độ dẫn đục của họ còn nghiêm trọng hơn chúng ta Đạo lý nó là như vậy. Chúng ta phải hiểu rõ. Không những lý như vậy mà sự cũng như vậy. Một người không tu thiện làm sao được? Cảm nhận rõ rệt nhất. Người không có tu trì, tâm địa không thanh tịnh tràn đầy tham sân si bạn thì mùi trên thân họ hơi thở ở trong miệng họ thở ra mùi hơi thở thở ra sau khi bạn tiếp xúc bạn đều cảm thấy rất khó ngửi đây là vô cùng rõ rệt hầu như mỗi người chúng ta đều có cái kinh nghiệm này. Tuổi tác càng cao, cái bầu không khí này càng không tốt, nguyên nhân gì vậy? Ở trong một đời này tích lũy ác nghiệp. Bầu không khí ác, ý nghĩ ác tạo nên sự thay đổi sinh lý của chúng ta, sinh lý không bình thường. Người có tu hành không như vậy. Lão Hòa Thượng Hư Dân Tôi chưa hề gặp Ngài Ở Hồng Kông Có không ít đồng tu Đã gặp được đích thân Ngài Ngài vào lúc đó Có lẽ cũng đã 100 tuổi rồi Tuổi tác cao như vậy không những mùi trên cơ thể ngài thơm dịu họ nói mùi của quần áo ngài cũng thơm dịu mọi người chúng ta đều biết lão hòa thượng khư dân một năm chỉ tắm một lần một năm cắt tóc một lần y phục xưa nay không thay trên cổ áo dầu bám rất dày ngửi thử nó có mùi thơm chứ không phải mùi thối ai cũng đều thích ngửi từ đó cho thấy ý nghĩ thiện ác của chúng ta thực sự ảnh hưởng đến sinh lý chúng ta ảnh hưởng đến tổ chức sinh lý ảnh hưởng bài tiết không khí tỏa ra bên ngoài không giống như người phàm huống hồ gì thân phận mà ở trong kinh điển đã nói phật là kiến tư phiền não trần sa phiền não vô minh phiền não đoạn hết rồi cái cảnh giới này chúng ta không thể tưởng tượng trong phật pháp gọi là quang minh hiển diệu tế chư đại chúng Tế là che đậy Chữ đại chúng này Phía dưới nói Tự tại Phạm Dương Đây là trời đại tự tại Trời Ma Hê Thủ La Là thế giới ta bà Ở trong tam giới Giàu có đến cực điểm Bạn nói thử phước đức của họ bao lớn loại người này cũng là phước huệ sông tu tập khí phiền não hoàn toàn phục được rồi họ chưa có đoạn nếu như họ đoạn được liền chứng quả a la hán chứ không phải phạm phu rồi chưa có đoạn phục được khi phục được bầu không khí của họ từ trường của họ cũng không có người nào có thể sánh với họ được cái mà họ tu là tứ thiền bát định bản thân chúng ta tu hành nếu ở những chỗ này thường thường biết kiểm nghiệm lại bản thân từ trong bầu không khí này kiểm nghiệm lại mình có tiến bộ hay không nếu như cảm giác thấy cái mùi trên cơ thể này của chúng ta mùi của quần áo thay ra rất khó ngửi là chúng ta không có công phu người chân thật có công phu cái mùi khó ngửi này nhất định là mỗi năm mỗi nhạc dần mỗi tháng mỗi nhạc dần đây là chứng minh công phu của bản thân chúng ta đã có tiến bộ một tuần không tắm trên người tuy là có vết bẩn nhưng bà không khó ngửi người thật sự có công phu hoàn toàn không dính nhiễm đây đều là phật bồ tát vì chúng ta hiện thân thuyết pháp chúng ta phải hiểu cái đạo lý này phải hiểu rõ chân tướng sự thật phải chăm chỉ nỗ lực tu học tuyệt đối không phải để cho người ta thấy là tự thọ dùng thật sự được tự thọ dụng mới có thể lợi ích người khác. Bản thân còn không có được thọ dụng, làm sao bàn đến tha thọ dụng? Tha thọ dụng nhất định phải tự thọ dụng trước. Chư Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta một câu là phải làm thật. Mấy năm gần đây, chúng tôi đem Phật pháp làm ra một cái tổng quy kết. Quy kết thành 12 chữ. Chúng tôi đã viết thành một câu đối, mọi người đều thuộc cả, đều có thể nhớ rất rõ ràng niệm niệm không quên y giáo phụng hành chúng ta tu cái gì vậy tu tâm chân thành thật thì không giả thành thì không hư ngụy thanh tịnh thì không ô nhiễm bình đẳng thì không cao thấp chánh giác thì không mê từ bi thì chắc chắn không có lợi ích riêng tư đây là đây là tâm bồ đề chúng ta phải giữ tâm như vậy áp dụng trong đời sống phải nhìn thấu buông xả nhìn thấu là gì vậy mọi thứ thông đạt hiểu rõ đây gọi là nhìn thấu buông xả là không nhiễm mẩy bụi không mẩy may dính nhiễm biểu hiện ra bên ngoài chính là chỗ này nói Quang minh hiển diệu Tế chư đại chúng Là gì vậy Tự tại Tùy duyên Sau cùng Quy kết về niệm Phật Phần trước 9 câu 18 chữ Thấy đều là niệm Phật Dùng niệm Phật làm Tổng quy kết Ở trong quy kết Như thế này Thì chỉ trong một đời chúng ta Liền thành tựu viên mãn Khởi tâm động niệm Đều phải như vậy mà tu, như vậy mà học. Làm mẫu mực của xã hội, đại chúng một cách tự nhiên. Quyết định không có lợi ích riêng tư. Mỗi niệm đều là vì lợi ích tất cả chúng sanh. phía dưới đây là lời giả thiết nêu mù ví dụ cho chúng ta giả thiết vô lượng ức tự tại phạm dương đây không phải là một người vô lượng ức đây là nhiều đại tự tại thiên dương ngồi trong hội của phật quang minh phước đức của họ đều không thể hiện tiền ví như là gì vậy chúng ta từ một cái ví dụ khác chúng ta dùng vô lượng ức ngọn nến đem những ngọn nến này thảy đều thấp lên dưới ánh nắng mặt trời. Ánh sáng của ngọn nến đều không thấy nữa, không hiện ra được. Cái thí dụ này mọi người dễ hiểu. Loại đèn sáng hơn nữa của thế gian chúng ta dưới ánh sáng mặt trời, cái ánh sáng đó đều không còn. đây là chứng tỏ bầu không khí mà bạn cảm nhận được ở trước phật chỉ cảm nhận được bầu không khí của phật đại tự tại thiên bầu không khí đó của ông liền biến mất rồi tất bất phục hiện sau cùng một câu này đây là khuyên bảo cũng là tán thán người chiêm ngưỡng thân như lai không ai không lóa mắt Phạm phu chúng ta không làm được Phạm phu thật sự bà nói Cũng không có cái phúc phận này Chúng ta ngày nay Xin vào thời kỳ mạt pháp Của Thích Ca Mâu Ni Phật Phật cách chúng ta hơn 3.000 năm rồi vừa rồi tôi đã nói trên thực tế bầu không khí của phật là vĩnh hằng là trùm khắp pháp giới chúng ta có thể cảm nhận được hay không được làm sao được cần phải tu hành như giáo chúng ta quả thật có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn trừ bạn liền có thể cảm nhận được bầu không khí của chư Phật như lai. Bầu không khí của chư Phật như lai, thưa với các vị, chính là bầu không khí của chân như bản tánh chúng ta. Không phải bên ngoài đến, Bầu không khí của chân như bản tánh Đâu có lý nào mà không tận hư không khắp pháp giới Lý đương nhiên vậy Từ đó cho thấy Chúng sanh và Phật Quả thật là bình đẳng Ngày nay không bình đẳng là do dòng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân chúng ta tạo nên. Liệt khỏi dòng tưởng phân biệt chấp trước thật sự là bình đẳng. Tự tánh vốn đầy đủ đức năng, vốn đầy đủ tướng hảo. Phật chỉ bày ra cho chúng ta thấy đó là quả đức của chúng ta chúng ta ngày nay bất hạnh nhiễm phải vô minh trần xa kiến tư cũng giống như người hút ma túy bị nghiệt thuốc vậy bây giờ trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ giáo dục của phật chính là giúp chúng ta cai nghiện nếu chúng ta chịu tiếp nhận Muốn đem bệnh nghiện của chúng ta Trừ bỏ tận gốc rễ Hồi phục lại bình thường Bình thường chính là chư Phật như lai Cái thí dụ này Mọi người dễ hiểu Thật sự bà nói Cũng rất gần gũi cho nên chúng ta cần phải biết Chúng ta hiện nay là một người như thế nào Là người ở lập trường gì Phật làm thế nào để giúp đỡ chúng ta Đến diện trợ cho chúng ta Chúng ta cần nên tiếp nhận Phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập Hồi phục lại tánh đức của mình Hồi phục lại trí tuệ đức tướng của mình Chào các vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra Trang thứ tư Kinh Văn Hàng thứ năm Bắt đầu xem từ câu thứ hai Nhữ hữu quán thử Chư đại Bồ Tát Diệu sắc nghiêm tình Nhất thiết giai do Tu tập thiện nghiệp Phước đức nhi sanh Phần trước Phật dạy chúng ta quán thân Phật Thân Phật được sinh ra từ trăm ngàn ức phước đức tiếp theo là dạy chúng ta quán thân diệu sắc của bồ tát thân phật là đại biểu tánh đức tánh đức là cứu cánh viên mãn bách thiên ức cái chữ này là hình dung trên thực tế là vô lượng vô biên phước đức không những chúng ta nói không hết cho dù là chư phật như lai khác miệng đồng lời cùng nhau tuyên nói Nói vô lượng kiếp cũng nói không hết Cái đạo lý này Chúng ta hiện nay hiểu được rồi Có thể thể hội được Cái gọi là xứng tánh Không ai có thể nói được Nhưng mà Bồ Tát Chư thành Phật Diệu sắc Trang nghiêm của Bồ Tát Là thuộc về tu đức Ở chỗ này nói cho chúng ta biết Diệu sắc của Bồ Tát Đây là nói sắc tướng Trang nghiêm thanh tịnh Trong kinh chúng ta thường thường đọc thấy 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Đây là tu đức của Bồ Tát. Trên quả địa Như Lai ở trong đại kinh thường nói: Thần có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Đó là tu đức viên mãn Tánh đức hiện tiền Mới có sự trang nghiêm thù thắng như vậy 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Là thế gian này chúng ta thường nói Liệt ứng thân Đây đều là Thuộc về tu đức vô cùng rõ ràng. Trong kinh Phật nói cho chúng ta biết, Bồ Tát thì hiện thành Phật. Câu nói này chúng ta phải thể hội thật kỹ. Đúng như ở trong phẩm phổ môn đã nói, cần dùng thân Phật mà độ được, liền hiện thân Phật mà thuyết pháp. Hiện cái thân Phật này chắc chắn là hiện cùng loại thân. Cho nên ở nhân gian chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện nhất định là ở cõi người. Đây là hiện cùng loại thân thì hiện thành Phật. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là quả báo. Quả ắt có nhân. Thí dụ trong kinh nói với chúng ta, tướng lưỡi rộng dài của Phật Là quả báo của đời đời kiếp kiếp không giọng ngữ Phật nói nếu như một người ba đời không giọng ngữ thì lưỡi họ lè ra có thể liếm đến chớp mũi của mình. Ba đời không giọng ngữ. Chúng ta ngày nay lưỡi lè ra liếm không đến được là chứng tỏ chúng ta vẫn thường hay nói giọng Phật thị hiện lưỡi của Ngài lè ra có thể che kín hết cả mặt. Chứng tỏ Đời đời kiếp kiếp Không giọng ngữ Từ đó cho thấy Tuy nói 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Nói nhiều như vậy Nền tảng của nó Cũng là 10 thiện nghiệp Nếu như Thật sự tu tốt 10 thiện nghiệp đạo rồi Thì Diệu sắc nghiêm tịnh Sẽ hiện tiền Một cách tự nhiên Trang nghiêm thanh tịnh Ở trong bốn cái chữ này Quan trọng nhất là tịnh Tịnh là tâm thanh tịnh Các vị phải hiểu được Nói một chữ tịnh chúng ta quy nạp lời giáo huấn của phật đà chân thành nếu bạn không chân thành chắc chắn sẽ không thanh tịnh nếu bạn không bình đẳng bạn cũng sẽ không thanh tịnh nếu bạn mê hoặc không có trí tuệ bạn cũng sẽ không thanh tịnh tâm địa bạn không từ bi bạn cũng không thanh tịnh cho nên chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi có một điều thì chắc chắn năm cái đều có đủ các vị phải hiểu cái đạo lý này bất kỳ một điều nào bạn nói chân thành tâm rất chân thành nhưng không thanh tịnh không thanh tịnh chắc chắn không chân thành không bình đẳng chắc chắn không chân thành không từ bi chắc chắn không chân thành bất kỳ một điều nào một điều nhất định là năm điều viên bản đầy đủ Cho nên sắc tướng mới trang nghiêm Sắc tướng gọi đó là diệu Diệu ở chỗ nào vậy? Diệu ở chỗ trong Kinh Kim Cang Phật đã nói Vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng Đây là diệu rồi Hay nói cách khác Chấp tướng là không diệu rồi Nói rõ ràng Sáng tỏ hơn một chút Sáu căn chúng ta Tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài Khởi tâm đồng niệm Liền không dịu rồi Chỗ khác nhau giữa Chư Phật Bồ Tát và Phạm Phu Là ở chỗ này Bản lĩnh của người ta Là ở chỗ này họ có thể làm được tại sao chúng ta không làm được thấy sắc nghe tiếng tại sao lại khởi tâm động niệm cái khởi tâm động niệm này đương nhiên là bạn bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ hợp với ý của mình thật sự mà nói cái gì gọi là hợp ý của mình tùy thuận theo phiền não của mình tùy thuận theo sở thích của mình liền khởi lên tâm tham tùy thuận theo sự chán ghét của mình liền khởi tâm sân hận đây là phạm phu đây là tạo nghiệp quả báo mà bạn cảm được đương nhiên là không thù thắng sắc tướng của chư phật bồ tát là tùy thuận tánh đức tánh đức là thiện Mở đầu Tam Tự Kinh của Trung Quốc Điện nói Nhân chi sơ tánh bổn thiện Tánh là tự tánh Là bản tánh Bản tánh là thiện Chúng ta rất khó thể hội Cái thiện này không phải là thiện của thiện ác Thiện của thiện ác là thiện đối đãi Cho nên chúng ta vừa nghe thấy tánh bổn thiện Lập tức cái ý thức này liền rơi vào thiện của thiện ác đối đãi Vậy là sai rồi, không thể lý giải ý nghĩa của nó Ở trong kệ khai kinh nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa chúng ta phải hiểu cái đạo lý này thiện của thiện ác đối đại là tập tánh không phải bản tánh cái mà dưới đây gọi là tánh tương cận tập tương diễn tánh tương cận cái tánh này là chân tánh là bản tánh mọi người đều như vậy tất cả chúng sanh không hai không khác nhưng mà ở trong tập tánh là có thiện là có ác cái thiện ác này là thiện ác đối đãi ý nghĩa so với tánh bổn thiện nói phía trước hoàn toàn không giống nhau đây là cho chúng ta cần phải hiểu rõ ràng, phải hiểu sáng tỏ trước khi chưa kiến tánh toàn là tu đức. ở trong kinh Phật nói với chúng ta pháp giới tứ thánh, thanh văn, a la hán, bích chi Phật, Bồ Tát, Phật, pháp giới Phật ở trong mười pháp giới. Tướng Phật này chính là trong kinh nói 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Là tu đức. Không phải thuộc về tánh đức, tại sao vậy? Họ chỉ kiến tánh. Cần phải phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân thì tánh đức mới hiện tiền. Vào lúc này là Giống như phần trước đã nói Thiên dạng ức phước đức sở sanh Cái thiên dạng ức phước đức này Không phải tu mà có Là tự tánh vốn đầy đủ Đã hoàn toàn hồi phục tự tánh Phần trước đoạn này dạy chúng ta Quán thân Phật Là thể hội tánh đức ở chỗ này dạy chúng ta quán chư đại bồ tát là dạy chúng ta quán tu đức chúng ta ngày nay là phạm phu tự mình nhất định phải thừa nhận nhất định phải tự biết rõ chính mình bậc thánh hiền thường hay dạy chúng ta nhân quý tự tri một người quan trọng nhất là phải biết chính mình mới có thể nói là tu hành nếu như tự mình không nhận thức được chính mình không hiểu rõ chính mình không biết chính mình thì cái việc tu hành này là không thể bàn đến Mấu chốt trong việc tu hành Là đoạn ác tu thiện Phá mê khai ngộ Họ cái gì là thiện là ác Họ không hiểu Sao gọi là mê ngộ Họ cũng không hiểu Họ khởi tu từ đâu Không những là tu không làm được Mà học cũng không làm được Chúng ta mỗi ngày Đang đọc tụng Mỗi ngày đang nghe kinh. Có thật sự là nghe hiểu hay không? Thật sự lý giải không? Không có. Tại sao nếu bạn chưa nghe hiểu, chưa lý giải vậy? Bạn thật sự nghe hiểu, lý giải, thì ý nghĩa của bạn đã xoay chuyển rồi. Cho nên nhà Phật không nói giáo học, nhà Phật nói giáo hóa. Vậy bạn rồi Bạn thật sự hiểu được Thật sự sáng tỏ rồi Thì lập tức liền phát sinh thay đổi Chuyển mê thành ngộ Chuyển ác thành thiện Chuyển phạm thành thánh Họ liền bắt đầu thay đổi Cổ nhân gọi là Độc thư biến hóa khí chất Chữ hóa này Cách nói hiện nay là quan sát từ trên thành tích giáo là nói từ trên sự tướng hóa là nói từ trên thành tích rốt cuộc là có hiệu quả hay không hiệu quả ra sao hãy xem bạn thay đổi được cỡ nào thay đổi nhỏ là bạn hiểu rõ được ít phần thay đổi nhiều bạn hiểu rõ được nhiều phần thay đổi lớn thì là bạn chân thật tường tận rồi phàm phô tập khí nghiệp chướng vô cùng sâu nặng đã chướng ngại lời giáo huấn của phật bồ tát thánh hiền chướng ngại tuy hằng ngày học tập hàng ngày nghe đã học mười mấy năm hai mươi mấy năm ba mươi năm mà vẫn không hề mảy may thay đổi bạn mới biết nghiệp chướng của mình là nặng cỡ nào Nhưng mà nghiệp chướng nặng không sợ Dùng phương pháp gì Để tiêu trừ nghiệp chướng đây Không ngừng huân tu Cái phương pháp này rất kỳ diệu Phật tổ truyền xuống Phải huân tu lâu dài Bởi vì tập khí phiền não của chúng ta nặng như vậy là do huân tu thời gian lâu mà ra đạo lý nó là như vậy thời gian huân tu của chúng ta đối với lời giáo huấn của thánh hiền quá ít không đủ vì vậy nếu như có thể có sự huân tu thời gian dài thì cuối cùng sẽ có ngày giác ngộ được chúng ta thử xem đại đức xưa nay của trung quốc tôn môn giáo hạ cũng không phải nghe kinh nghe giáo thời gian ngắn là giác ngộ cũng phải mất bao nhiêu năm Ít thì cũng 3 năm đến 5 năm là chúng ta nói người căn tánh lanh lợi. Chậm thì cũng 3 40 năm mới khai ngộ. Chúng ta trong cao tăng truyện, trong thấy. Từ chỗ này, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng căn tánh chúng sanh không giống nhau. Nên mỗi người nỗ lực cũng khác nhau. rất chăm chỉ nỗ lực học tập có thể giúp chúng ta rút ngắn bớt thời gian mà sớm giác ngộ nhất định phải chăm chỉ nỗ lực không những phải nỗ lực học tập ở trong kinh luận điều quan trọng nhất là phải đem nền giáo học trong kinh điển áp dụng vào đời sống thường ngày xa rời đời sống thực tế thì cửa ngộ liền bị bế tắc ngay điểm này chúng ta phải hiểu rõ tại sao cổ nhân ba đến 5 năm 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 mười năm thì khai ngộ rồi là học có thể đem những điều đã học áp dụng tính giải hành chứng việc học tập trên kinh sách ở trong phòng học là tính giải sau khi hiểu rồi bạn phải áp dụng vào trong đời sống là hành thông qua hành hành là thực nghiệm thông qua thực nghiệm chứng thực điều bạn hiểu là không hề sai. Chỗ chứng này chính là chuyển phàm thành thánh, hành là chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Cho nên nếu bạn không thể áp dụng vào trong đời sống đời sống bao gồm công việc bao gồm xử sự, sự đối nhân tiếp vật bạn không thể áp dụng làm sao bạn có thể khế nhập được khế nhập chính là chứng làm sao có thể vào cảnh giới phật bồ tát được vì vậy chưa có hành chứng tuy học nhưng không thể hóa Từ những chỗ này, chúng ta thể hội sâu sắc tâm đại từ đại bi của Phật Bồ Tát. Mãi mãi không rời bỏ chúng sanh. Có tâm nhẫn nại, không ngại phiền phức. Dần dần đến vậy. Lần lượt nói tiếp nhau đến chỉ dạy. Khuyên nhủ dạy bảo Cuối cùng có một ngày Bạn sẽ giác ngộ Bạn sẽ quay đầu Nhưng cuối cùng có một ngày Thời gian dài ngắn Mỗi người không giống nhau Đây là nhà Phật gọi là Thượng Trung Hạ Ba Căng Thượng Căng Thời gian ngắn trung căn có thể ở trong đời này hai mươi năm ba mươi năm hạ căn đời này không thể khai ngộ đợi đời sau phật bồ tát có tâm nhẫn nại đời sau kiếp sau kiếp sau có thể là bao nhiêu kiếp về sau duyên của bạn chín bụi rồi bạn mới hiểu rõ ràng mới khai ngộ phật không bỏ rơi ở trong cửa phật không bỏ một ai Sự diệu giác của Thiền hữu chính là cái mà Thiền đạo đại sư gọi là rốt cuộc do duyên ngộ bất đồng. Duyên ngộ quan trọng nhất là Thiền hữu. Nhà Phật nói là thiện tri thức, sự diệu giác của thiện tri thức là một loại tăng thượng duyên rất quan trọng. Chúng ta có thể gặp được có cơ duyên thường hay nghe được hàng ngày đang nghe hiện nay bản kinh có được dễ dàng đại tạng kinh làm dễ dàng chúng ta có thể có được hàng ngày đọc tụng thì tri thức của chúng ta ngày nay là gì vậy kinh sách là thiện tri thức hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển băng ghi âm đĩa quang là thiện tri thức nhưng bạn phải biết được phương pháp tu học bí quyết của phương pháp là thâm nhập một môn huân tu trường kỳ tại sao vậy một môn dễ dàng được định định liền có thể khai tuệ cùng lúc học rất nhiều khó khăn hay nói cách khác sẽ khiến thời gian được định khai tuệ của bạn bị chậm lại nếu như bạn thâm nhập một môn Sẽ khiến cho thời gian được định khai tuệ của bạn sớm hơn Vì vậy bạn phải biết phương pháp Thiện nghiệp phước đức Câu nói này đặc biệt nghiêng nặng về thập thiện nghiệp đạo Chúng ta thật sự muốn giác ngộ Thật sự phải có tính tâm kiên định vĩnh viễn lìa sát sanh trộm cắp tà dâm giọng ngữ hai lời ác khẩu theo dệt tham sân si vĩnh viễn xa lìa từ trong nội tâm đem thập ác này nhổ sạch đây là nói từ trên tu đức tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ giảng đến đây a di đà phật